Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa với phiên bản ghép đôi thần tốc. Xin chào mọi người, mình là Phạm Sáng, năm nay 30 tuổi, nguyên quán ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Anh Quang, hiện tại công việc của mình đang là một model và mình cũng mới vào Sài Gòn được 2 tháng thôi. Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hằng và hiện tại mình 32 tuổi, mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Xin chào chương trình, mình tên là Đoàn Đình Tiến, hiện tại mình đang sinh sống ở Hà Nội. Mình là Cung Thiên Bình, Thiên Bình là cho đi và không cần nhận lại. Điểm em thì chắc là hiện tại em chưa tìm thấy nhược điểm của em là gì. Gốc Hạ lại là còn zin phải không? À vâng. Thực ra với thời đại hiện tại như bây giờ thì em thấy cuộc sống không nhanh nó nhanh đáng và cũng vội mau chóng, cho nên là em muốn khi mà đã đi đến với nhau thì có như thế nào thì cũng phải cố gắng vượt qua, để giống như là ông bà hoặc là cha mẹ mình ngày xưa, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố gắng. Đàn ông thì cũng hút thuốc hay là uống rượu, những vấn đề đó thì em biết, nhưng mà thực sự thì cũng phải hạn chế. Em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai hay một người bạn gái tương lai như thế nào? Trước tiên là cũng có đồng quan điểm suy nghĩ với em, có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống thì mọi cái sóng gió trong cuộc sống đều qua hết, nếu mà hai người cùng cố gắng vượt qua. Thì mối tình dài nhất của em là 4 năm và mối tình vừa rồi là 2 năm. Rồi, vậy là cũng thuộc loại chung thủy dữ. 2 năm đấy chắc cũng do ảnh hưởng bởi mối tình cũ, tại vì có một số chuyện liên quan đến tình cũ mà không phải là em lăng nhăng hay gì cả. Kiểu em giúp đỡ người ta xong rồi các thứ, bạn gái em các thứ biết xong rồi này nọ cãi nhau, chứ không phải là em có tình cảm với người cũ cả. Thế bây giờ nếu đến mối tình thứ ba thì có còn giúp đỡ cái cô đầu tiên nữa không? Rủ với cái cô thứ ba cô cũng không chịu rồi, cũng chia tay nữa thì thế nào? Em chịu chị ơi, tại vì em nghĩ rồi, không bao giờ để tình cũ ảnh hưởng tình mới nữa, tại vì nói đã qua thì... rồi thì nên cho qua thì ạ. Có yêu nào làm chung á, ngồi vòng vòng xung quanh không vậy? Không, gia đình ở cái phòng em thì mình cũng tiêu gần hết rồi. Người ta hỏi về giới tính có rõ ràng không? Sao 30 tuổi mà chưa có mối tình nào? Hiện tại thì vẫn là đang thích nữ chị ơi. Còn rồi có hiện tại nữa hả? Rồi còn có qua tương lai chưa biết hả? Dạ, đúng vậy ạ. Rồi đó. Alo em trai ngồi sau lưng bạn Sáng. Tiêu rồi. Alo, alo em. Ủa Sáng nó mê con trai hay mê con gái vậy? Anh nghĩ em mê con trai, mê con trai là... Chưa có bạn gái rồi có cái gì mặn nồng, rồi có nắm tay, nắm chân, ôm hôn, rồi hút hít gì vậy chứ? Là những cái hành động nó thân mật quá thì chưa, rồi chứ kiểu như là... cõng bạn hay là nắm tay thì có dầu cái xa xa hơn thì chưa? Không có chưa? Chưa. Ôi, 30 tuổi chết bà nó nữa cuộc đời rồi còn cái gì nữa. Thế còn Linh thì sao em? Tình trường em như thế nào? Em mà nói ra chắc bạn sợ bạn chạy mất dép quá. Gì vậy? Ghê vậy? Nghe tò mò ghê. Em thì trải qua 6 mối tình rồi. Thì cũng là con số 42 như là bạn thì nói, chứ mà không có cuộc tình nào là dưới 2 năm. Em không biết nấu ăn. Thế là em mong là đối tượng của em sẽ thông cảm cho em điều đấy ạ. Bây giờ mình không biết nấu ăn, nhưng mà sau này rồi mình cũng phải từ từ học hỏi. Tại vì khi mà mình lấy chồng rồi mình sinh con đẻ cái rồi thì mình phải nấu cho con mình ăn chứ, đúng không? Em đang có mơ ước được lấy một anh đầu bếp nấu ăn thành ghế. Rất tiếc anh chàng này không phải đầu bếp. Mối tình mà thứ hai là mối tình để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. Mà lý do chia tay thì do hoàn cảnh, thì bạn nữ bạn ấy phải đi nước ngoài thì sau đó là chia tay. Quen được bao lâu? Dạ, bọn em quen nhau được 2 năm rưỡi ạ. Bạn nó đi nước ngoài dạng gì? Bạn đi nước ngoài lấy chồng. Trời ơi. Mẫu người lý tưởng của em là anh ấy phải cao tầm 1m78 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m60. Ok, rồi gì nữa? Em cũng không yêu cầu gì lớn lao đâu ạ, chỉ là mong là anh thông cảm cho công việc của em thôi. Em thích người phụ nữ có thiên hướng là chăm sóc gia đình và thích trẻ con. Cùng cao mét mấy? Dạ em cao có 1m70. Thôi đó là những cái tiêu chí hai bạn thôi. Chắc là kiểu như do em quá tự lập, do em kiểu quá vì người ta hay như thế nào đấy, mà bạn ấy cũng khá là thương em, nhưng mà đôi khi chị chỉ có biết cái tính là như kiểu khi mà mình ở cạnh một người nào đấy mà họ quá tự lập thì tự dưng mình sẽ kiểu như nghĩ rằng là cái chuyện đấy người ta tự giải quyết được và mình sẽ không cần quan tâm người ta nữa. Hay hoặc là kiểu như ở một người nào đấy mà người ta có thể lo cho mình thì hiểu. Tự dưng mình bị từ từ ấy. Tại vì á, tiểu điệu thục nữ được quân tử mới hiếu cầu.
thích bánh bèo hay là thích manly? Ôi, em không thích bánh bèo nha. Không thích bánh bèo. Chính chết nha. Không thích bánh bèo. Em chào chị ạ. Thấy tường chưa? Em thấy rồi. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Không lẽ dám nói hồng. Hello các bạn gì ở đằng sau luôn, cầm điện thoại làm gì đó. Hello em. Wow, xinh quá. Bây giờ chị ạ. Nói xinh cho kia nó trả nước miếng chơi chứ đâu thấy gì đâu. Bây giờ các bạn chỉ mới nghe tiếng nhau thôi. Nhìn là nhìn mặt chị Tường đỡ đi. Một chút xíu nữa mới được nhìn thấy mặt nhau, ok? Em hình dung nãy giờ em đang nói chuyện với Linh thì em hình dung Linh là cô bé như thế nào? Hồi lúc đầu em giật mình đấy. Nghe giọng em nghĩ là cô bé là phải trẻ con lắm. Nhưng mà sau khi em nghe thì em thấy là Linh là một người có quá nhiều cảm xúc bên trong, thật sự chín chắn trong suy nghĩ tất cả mọi thứ. Và những cái quyết định của bạn này thì nó thường đi theo những cái cảm xúc của mình, những cái nhận xét của mình, không quan tâm đến người khác. Và một người khá độc lập. Không có cần phải nhiều tiền, không có cần phải đẹp trai. Mà em nghĩ là một người mà toát ra một cái sự đàn ông. Và quan trọng là chân thành. Giật mình đấy. Nhìn mặt cũng quen quen. Nghe giọng quen quen, nhìn mặt cũng quen quen. Có khi nào gặp nhau rồi không? À, chết. Sao? Facebook ý như là Linh Miu đúng không? À. Ôi trời. Ô, giật cả mình. Nhưng mà ở ngoài nghe giọng nó trẻ con hơn, nhưng mà nhìn trên cam thì thấy chững chạc hơn, các thứ hơn hẳn. Không giống như ở trên đấy. Bởi vì là lên hình lúc nào nhìn trông nó cũng kiểu già hơn, to cao hơn. Nhưng mà chúng ta đã gặp nhau ở ngoài chưa? Hình như là chưa. Anh đã đi thật sao? Thì bao yêu dấu còn đây. Anh Tiến nè, bây giờ nãy giờ anh đã suy nghĩ ra được anh trổ tài gì chưa? Em xin tặng bạn gái một bài thơ mang tính chất xây dựng chút ạ. Trai xây dựng khi đã yêu em nhé, vững một lòng như cốt thép bê tông. Bởi trong tim có một đóa hồng, dẫu băng giá vẫn ấm lòng hơi lửa. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Ngài ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm. Anh chồng nhà anh tặng em. Đằng ấy ơi, xa cách mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ, đâu để quên đằng ấy. Để học trò trong tôi thích đẹp những vui buồn, nắng ngọt mênh man, mái tóc súng vai dưới bóng lá vàng, mắt biết xanh một trời mơ ước, cánh buồm nhỏ tao sao sóng nước. Tôi trộm nhìn đằng ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt tôi muốn hóa thành lời. Đằng ấy ơi, tôi yêu đằng ấy quá. Rồi, suy nghĩ thật kỹ và cho chị Tường biết quyết định của các bạn. 1, 2, 3. Trời ơi, buồn quá à. Wow, rất là tuyệt vời. 3. Wow. Oh, 3. Dễ thương. Rồi, chị Tường chúc mừng hai em nha.